Rồi, món rất là bự các bạn nha. Đố các bạn món gì đó. Đấy, bự tới cái này nè. Mình để trên cái bàn, giáp cái bàn. Thì thấy gì chứ cũng không đến nỗi bự quá ha. Tại do cái bàn mình nó nhỏ thôi. Đây, cái chảo 200 ngàn. Happy Cook thì phải. Hàng Việt Nam chất lượng cao, nhà tôi lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi, mua mua mà chưa chưa có khui nè, nhà khui nè. À, đi tiếp lọt video khui hàng. Rồi, bắt đầu khui hàng thôi. Đây là khui cả chục món các bạn. Cái bộ video này mình sẽ đăng một lượt. Nên các bạn nào có thời gian chúng ta xem chơi tham khảo qua video mình chơi. Thảo cho biết chơi thôi chứ bạn nào cần cái nhu cầu chúng ta mua thôi chứ mấy cái này là về gia đình nội thất ha. Còn một món nội thất nữa mình sẽ đi luôn cái món nội thất còn lại. Cái dao nó lẹt đâu, nhà mình hay lẹt đổ rồi. Rồi bắt đầu mình có dao mình khui bằng cái lưỡi lam. Rồi thôi bạn ơi, wow, cái cung cấp họ rất là kỹ các bạn nha. Đây, kỹ rất là kỹ luôn. Đây một lớp, hai lớp, wow, mà thấy không? Để đảo đúng không? Wow, lại bị cúc chảo đá các bạn nghe, chảo sống dính chảo đá, wow, ok luôn nè, wow, chảo bằng cái mặt bàn luôn. Happy Cook chảo đá siêu bền. Wow, cái này hàng khuyến mãi các bạn ha. Nhân cái dịp Happy Cup kỷ niệm nè, 20 năm. 5 lớp chống dính luôn. Wow. Cái này nhà nào mà các bạn mà có điều kiện ha. Hoặc là có nấu ăn nhiều cũng là nên mua cái này nè. Mình thì thích loại đá hơn các bạn nha. Mấy cái lớp chống dính thường thường á. Mấy cái lớp chống dính thường thường nó không có bền bằng cái loại mà văn đá nè. Đây, văn đá đây. Tay cầm rất là chắc luôn các bạn ha. À, các bạn coi tem chơi nữa, chảo bóng đá siêu bền, sử dụng được cái bếp từ luôn các bạn nha. À, sử dụng được cái bếp từ luôn, rất là ok. À, đây mình sẽ cho các bạn xem chút thông tin. Khi sử dụng không để ngọn lửa vượt quá phần đáy chảo sẽ gây ảnh hưởng đến phần nhựa cán. À, nhiệt độ 180 độ. À, nhiệt độ này gây hỏng bề mặt chảo. Nhiệt độ cao ha. Chỉ sử dụng nấu ăn bằng chất liệu gỗ. Chỉ sử dụng dụng cụ nấu ăn bằng chất liệu gỗ, nhựa và cao su với chảo chống dính. Đầu tư Hàn Quốc nè. Mình sẽ mở ra xíu coi đây. Cái này ép mà các bạn nha, ép dính nè. Này để cho tặng mà khui ra kỳ quá. Rồi, các bạn thông cảm coi đỡ chơi thôi. Cái này cũng nhiều người biết rồi. Là mình sẽ chia sẻ coi cái tay mình này nó ghi gì nè. Chảo nhôm chống dính đáy từ 20 hiện 28
28 thân ti hay là quá to luôn á. Gỡ bỏ tem, gỡ bỏ tem nhân phẩm, dùng khăn mềm và nước rửa chén. Các bạn nha. Đây. Dùng khăn mềm và nước rửa chén để lau lau chảo. Trước khi sử dụng nên tráng một lớp dầu mỏng trên lòng chảo. Sử dụng dầu ăn luôn các bạn ha. Không để sản phẩm trên lửa khi chưa có chất lỏng bên trong. Có nghĩa là đun nóng chảo thì nên có dầu. Chứ đừng có để chảo nóng không các bạn nha, dễ mau hư chảo. Không nên để chảo đang nóng tiếp xúc với nước lạnh sau khi sử dụng. Trước khi rửa nè, loại bỏ những thức ăn cháy cháy ra ngoài, ngâm chảo trong nước rửa chén pha loãng. Đây. Ok, những cái thông tin mà cần thiết, thông tin cần thiết chúng ta sử dụng thôi. Các mẹ hay là các anh chị nấu ăn thường thì chắc cũng biết rồi ha. Rồi, ở đây mình không chia sẻ thêm nè, 28 thân ti các bạn nha. Nè, thiết kế hoàn toàn mới với công nghệ của Hàn Quốc. Rồi, sẽ ở đây thôi mọi người, cũng không có gì đặc biệt khác ha. Chỉ qua là những cái đợt khuyến mãi mình giảm thôi. Mình thì cũng thích nấu ăn lắm nhưng mà không có điều kiện, cũng không có chuyên chuyên về cái này. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé.